đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet Ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt Đến từ con 98 Và nói tới lạm phát đó Thì chúng ta được là không chỉ liên quan Hoa Kỳ đâu Mà ở khắp nơi luôn Tôi thường chia sẻ một số những thông tin khác với các bạn trước khi chúng ta trở lại đi Thì có một bài viết được chia sẻ bởi Wall Street Journal Thì bài viết này nói đó là Những người ở nước Kỳ đó là bây giờ đó là họ đã uh, chấp nhận tiền kỹ thuật số Tại vì sao? Tại vì cái đồng pháp định của họ đó Có nghĩa là đồng Lira đó Đồng một trong những đồng mà mất giá quá nhiều Các bạn thấy được là đồng Lira đó Từ tháng 9 tới bây giờ đó Đã mất giá so với đồng đô la là 40% các bạn nghĩ đi các bạn đi làm cực khổ Các bạn làm ra tiền Mà trong thời gian chỉ có 3 tháng thôi Tiền các bạn đã mất giá đi 4% So với đồng đô la rồi Có nghĩa là các bạn làm Mà lương các bạn bị cắt trăm Trong vòng chỉ có 3 tháng thì làm sao người ta chấp nhận được Cho nên những nơi như thế này đó thì rất nhiều người đã chuyển qua để mà lưu trữ crypto và sử dụng crypto mặc dù là ở Thổ Kỳ đã có luật rất rõ ràng là cấm dùng crypto dùng làm phương tiện thanh toán nhưng mà người ta vẫn tiếp tục sử dụng hàng ngày tại vì sao? Tại vì khi các bạn thấy người ta đã hoàn toàn mất lòng tin vào ngân hàng trung ương thì crypto là một trong những cái giải pháp có thể là không phải giải pháp cho các bạn nhưng mà những nước khác đó đây là giải pháp của người ta và nói tới đây đó thì không chỉ riêng là thơ kỳ đâu nếu như mà các bạn nói là hoa kỳ in tiền quá nhiều cho nên cái phần trăm lạm phát mới tăng cao thì các bạn cũng nên nhìn lại cái đồng các bạn đang lưu trữ tiền pháp định đi thì các bạn thấy là tiền của các bạn đó khi mà so sánh với đồng đô la để thường cho các bạn thấy một cách đơn giản hơn lấy tiền của quốc gia các bạn so sánh với đồng đô la đó cái tỷ lệ hoán đổi nếu như mà trong thời gian là một năm hai năm vừa qua đó cái tỷ lệ hoán đổi cũng tương đương như nhau thì các bạn cũng đã biết là tiền của đồng USD đó đồng đô la mất giá thì các bạn nghĩ là tiền phải được các bạn có mất giá hay là không khi mà các bạn thấy tỷ số hoán đổi cũng gần như là giống nhau các bạn có thể là tự đưa cái quyết định của mình Kế tiếp đó thì uh, các bạn thấy là một trong những cái dữ liệu mà nhiều bạn rất là quan thú đó chính là dữ liệu liên quan tới uh, những cái uh, lệnh mà bị thanh lý đó thì như thế nào. Để chúng revisit này lại, đây là cái trang coin class liquidation. Thì những lệnh bị thanh lý đó, những lệnh đòn bảy đó các bạn thấy là cũng không có nhiều ngày hôm nay. Chúng ta thấy được là một giờ qua thì tính tới cái đồng đó, tổng số lượng bị thanh lý là 1,23 uh, triệu. 4 giờ qua là 15 triệu. 12 giờ qua là 46 triệu và 24 giờ qua là 128 triệu cũng không coi là cao lắm và trong vòng 4 giờ vừa qua đó thì cái số lệnh bị thanh lý nhiều nhất là những định lon và một trong những cái tài liệu mà chúng ta tiếp tục quan sát đó chính là tổng cái số những định đòn 7 thì các bạn thấy được là bây giờ những định đòn bảy rất là cao các bạn nhìn vào cái tài liệu này ở trên crypto tục cái đường mà màu xanh này đó thì cứ tăng 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 trong thời gian gần đây có nghĩa là càng ngày càng có nhiều những cái lệnh đòn bảy xuất hiện và đặc biệt đó là khi mà các bạn nhìn vào bây bây giờ đó thì những lần đầu bảy này đó bây giờ đã chuyển qua cái funding rate là con số âm các bạn thấy đã xuất hiện những cái thanh màu đỏ rồi và ngày hôm nay đó cái chỉ số funding rate có nghĩa là cái phí qua đêm đó là trừ 0.01 có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều những nền đồng 7 hiện bây giờ Và bây giờ đó bắt, bắt đầu nghiêng về là chúng ta có nhiều người short hơn là long Thì đây là một điều mà chúng ta muốn thấy Có nghĩa là khi mà những lệnh này mà bị thanh lý đó thì sẽ đẩy giá cả của Bitcoin cũng như là cả thị trường này đi vào một cái xu hướng và cái chúng ta muốn thấy nếu như mà chúng ta có nhiều lệnh short đó mà những lệnh đó bị thanh lý thì giá cả sẽ tăng vọt lên đó là điều chúng ta muốn thấy cho nên bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy cái thanh màu đỏ xuất hiện rồi, cái uh, phần trăm À, cái tỷ lệ đương nhiên về bên short dựa theo funding rate một số những tỷ lệ thông thường mà nhiều bạn à, thường thích xem đó chính là chúng ta nhìn vào cái số lượng bịch nạp vào rút ra à, thì khi mà chúng ta nhìn vào ngày đi trước khi nhìn vào giờ thì đang chuyển qua để mà nhìn vào tài liệu này tính theo ngày thì chúng ta thấy là tính theo ngày đó zoom vào thì các bạn sẽ thấy là ngày hôm nay cũng không gì đặc biệt đâu các bạn cuối cùng thì hôm qua đã kết thúc là có một thanh màu xanh lá cây nhỏ sau khi mà ngày trước đó là có nhiều bịch coi rời khỏi nhiều hình nạp vào hôm qua thì có cái hiện tượng ngược lại nhưng mà cái số lượng không có nhiều cho nên cũng không có quan tâm nhiều đối với thuận chúng ta chuyển qua nhìn vào tài liệu này tính theo giờ đi thì trong vòng 12 giờ qua hay là 24 giờ qua đó chúng ta thấy những điều gì Thì khi mà chúng ta zoom vào thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng uh, 12 giờ qua đó chúng ta thấy trên căn bản vẫn là nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào Cho nên hôm nay kết thúc thường vẫn nghĩ là chúng ta thấy nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào Nhưng mà cái uh, volume đó khối lượng cũng không có nhiều Chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum đi thì ở thời điểm bây giờ đó thì thường chuyển qua nhìn vào tài liệu này tính theo ngày thì uh, tính theo ngày đó để thuận refresh này lại zoom vào thì uh, hôm qua các bạn thấy được là cũng có cái thanh màu đỏ như là nhiều Ethereum rút ra hình này nạp vào uh, nhưng mà cũng khối lượng cũng rất thấp tương tự như là BTC gì thôi chuyển qua tính theo giờ thì trong vòng 24 giờ qua như thế nào trong vòng hai bốn giờ qua thì các bạn thấy là chúng ta cũng có một vài cái thanh màu xanh lá cây có nghĩa là có nhiều y tờ nạp vào hình là rút ra nhưng mà chúng ta vẫn thấy có rất nhiều những thanh đỏ xuất hiện ở chính giữa những thanh màu xanh này cho nên khả năng kết thúc hôm nay đã cũng không có gì gọi là đáng quan tâm đâu khối lượng nó cũng nhỏ mà thôi đối với là như vậy chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những thông tin ở bậc hôm nay thì uh, chúng ta trên màn hình đó, đang nhìn đây là nghị sĩ Tom m thì nghị sĩ Tom m đó vừa đưa ra một cái đề xuất đây là một cái luật. Luật này đó cũng khá là thú vị. Luật này đó là hạn chế à, cái à, sự sử dụng của một tiền thuật số của quốc gia Hoa Kỳ. Nếu như mà cục dự trữ liên bang đã phép đưa ra một đồng CBDC, một tiền thuật số quốc gia đó, nghĩa là đồng đô la điện tử, thì à, sẽ như thế nào? Thì thăm Emmer đó, có một cái nghĩ đó là phép không nên đưa ra một tiền điện tử của quốc gia Hoa Kỳ để người dân sử dụng. Tại vì sao? Thì có hai điều được nói đến. Điều đầu tiên đó, thì nghị sĩ Tom M nói đến đó chính là liên quan tới sự bảo mật đó chính là cái sự bảo mật tối thiểu Fed á, là một cái đơn vị và các bạn thấy được là người dân đó thì có quyền được bảo mật người ta sử dụng tiền như thế nào người ta sử dụng tiền để mua gì và di chuyển tới đâu thì miễn là người dân tuân thủ luật pháp và đóng thuế thì Fed á, không có lý do gì mà xí mũi vào xem coi người dân đang lưu trữ tiền ở đâu dư tử bao nhiêu và sử dụng trong những việc gì đó là vi phạm cái quyền tự do về tài chính của người dân đó là điều tôi nói đến điều thứ nhì đó chính là cái vai trò của cục liên bang hiện bây giờ đó cục liên bang không có những cái sản phẩm mà người dân sử dụng trực tiếp có nghĩa là các bạn thấy là bây giờ người dân muốn có những sản phẩm liên quan đến tài chính thì họ đi đâu họ vào công ty tài chính họ vào ngân hàng chứ không phải là họ đi tới fed hay là họ lên cái trang web của fed để mà mở cái chương mục của mình các bạn thấy được bây giờ vẫn phải thông qua hệ thống của ngân hàng nếu như mà fed À, tạo ra một tiền cực số của Hoa Kỳ và người dân á, có thể là sử dụng qua cái ví của tiền cực số của Hoa Kỳ thông qua Fed thì sẽ làm cái á, xáo trộn hiện bây giờ là làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính tại vì người dân nó có thể là mở chi một trực tiếp với lại Fed mà không cần phải thông qua ngân hàng thì điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với cái số lượng uh, tiền gửi tiết kiệm và đương nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng tiền có thể được cho vay bởi ngân hàng và những yếu tố khác cho nên á, nghị sĩ Thơm Em M nói là luật này sẽ hạn chế và không cho phép tạo ra một tiền kỹ thuật số quốc gia cho người dân sử dụng. Đương nhiên cái à, dự luật này của Tom M đó thì không có hạn chế phép tạo ra tiền cơ số quốc gia để mà cho những công ty sử dụng lẫn nhau hay là dùng để mà trao đổi quốc tế, chỉ có là không có cho phép sử dụng của người dân Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà đương nhiên đây chỉ là một cái dự luật mà thôi và bây giờ chúng ta vẫn chưa có những cái người mà có tiếng tâm ở à, ở quốc hội ủng hộ dự luật này, cho nên đây chỉ là một thông tin thông chia sẻ mà thôi. Đây không phải là luật và khả năng đó là cũng không có thông qua được đâu đối với thần hiện, 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 hiện bây giờ có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn và thơm m là một người mà rất ủng hộ thị trường này các bạn thấy là một trong những nghị sĩ đứng về phía của thị trường crypto hiện bây giờ kế tiếp thì một thông tin này cũng rất là thú vị các bạn thấy được là một cái thợ đào riêng lẻ đó với tốc độ đào rất là thấp chỉ có 126 TH thôi mà cũng có thể đào được một lóc và được thưởng 6,25 đồng Bitcoin tương đương với khoảng chừng là 260.000 đô các bạn thấy được đây là một cái việc rất may mắn rất là khó thì để hiểu đơn giản đó khi mà các bạn nói tới đào Bitcoin không phải là ai máy đào mạnh là sẽ có thể đào được Bitcoin đâu nó có nhiều yếu tố và một yếu tố đó chính là cái yếu tố may mắn cái bạn hiểu đơn giản đó khi mà đào bitcoin các bạn cần phải giải bài toán cần phải đưa ra một số những cái chuẩn đoán số để mà giải bài toán đó và những cái máy đào mà có tốc độ cao đó những cái xưởng đào mà có nhiều tốc độ đào thì đương nhiên họ có thể là cho nhiều giải đáp nhanh chóng và liên tục thì khả năng mà họ có thể giải đáp được và nhận được cái phần thưởng cao hơn là một người mà có cái máy đào tốc độ chậm hơn thì họ đưa ra những giải pháp nó chậm hơn nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là cái người mà đưa ra nhiều giải pháp là sẽ đón đúng ngay lập tức Có thể là một người kém may mắn nhưng mà họ cũng có thể là đưa cái giải pháp mà ngay lập tức đó là giải pháp mà Hệ thống đang thường tìm cho nên dẫn đến người này thắng được Cũng hiểu đơn giản là không phải là các bạn mua một đống giá số là các bạn có thể thắng được à, giá số Mà các bạn à, thấy được là nhiều người đó có thể là họ mua một tờ giá số thôi cũng có thể thắng được Đó chính là cái sự may mắn ở trong đào BTC Đây là một cái cơ chế à, công bằng mà thường muốn chia sẻ với các bạn Và thông tin cuối cùng đó là thông tin à, liên quan tới sàn Coinbase Thì sàn Coinbase à, thông báo đó là đã mua lại một cái à, sàn phái sinh có tên là FEX thực ra thì cũng không có rõ về fax này nhưng mà dựa theo thông tin đó, thì fax là một trong những cái công ty mà có bằng hoạt động và được quản lý bởi cftc có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai của hoa kỳ Thì... Uh... Coinbase mua lại FX Đương nhiên là có ý định là họ sẽ đưa những sản phẩm liên quan tới phái sinh Thường nhớ là các bạn cũng comment ở dưới cái video họ thường là ở Hoa Kỳ đó thì muốn sử dụng những sàn phái sinh Giống như là đòn bẩy đó thì sử dụng những sàn nào thật ra cũng không có dành nữa Tại vì bản thân thường cũng không có trade và cũng không có dùng đòn bẩy Và ở Hoa Kỳ đó thì có cái hạn chế rất là lớn liên quan tới những cái sản phẩm như thế này Và những bài nào mà biết thì hãy comment bên dưới Nhưng mà dựa theo bài viết này đó thì nói là hiện bây giờ à, uh, sàn FTX họ cũng đã mua lại thường nhớ là họ mua lại Ledger X à, để có thể đưa ra sản phẩm liên quan tới đòn bẩy cũng như là crypto com cơm cũng mua lại một công ty khác thì hiện bây giờ đó những bạn nào mà ở Hoa Kỳ mà đang sử dụng một sàn ở Hoa Kỳ dùng đòn bẩy thì hãy comment bên dưới nhưng mà dựa trên thông tin này đó thì những sàn lớn như là Coinbase, FTX, Crypto.com thì họ đều muốn đưa ra những sản phẩm liên quan đến sử dụng đòn bẩy sau này và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến diện sàn như là sàn Fashion Moon XBT hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit và đặc biệt sàn Moon XBT và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu truy miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua link của Thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đều có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên Tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.